Đây là ná SK1 Mini được sầu cover lock, thiết kế thân ná được làm từ chất liệu inox 304 không gỉ siêu bền, được cắt theo phương pháp CNC hiện đại nhất ở Việt Nam và được mài gia công tỉ mỉ. Rồi nó thấy mình rồi đó. Không mà nhưng mà còn này nó không bay đâu. Bảo đảm em luôn. Còn này là còn tăng hơn. Đứng làm như là nó tăng là ngồi trên xe bắn luôn nè anh em. Nó còn nào. Chết rồi. Còn mập lắm nè. Rồi chết rồi. Chết rồi. Đi coi rồi. Này không sao đâu, năng sao sao được. Sao cá bắn được còn em. Nay mình với B đi xíu như bằng lại đi bắn thò lòi tiếp. Có đâu này sao sao được. Thử ai. Trời ơi. Sao dữ. Còn kia có đường qua không? Không để bỏ ba cò nằm đó ngay trước mặt luôn bỏ uổng gì. Cò mập lắm mới bê. Dù bê. Gì bay qua. Mò hứa ơi. Trời ơi ba ơi đủ. Ước hồi gì khô không? Cho bể lội đi trước đi anh em ơi. Hồi xuống dưới sầu ca lội cái cá sao. Em đạp lên mới cộng ăn á. Ừ. Trời ơi. Nay sầu ca lại đem cây ớt ca mini với cây này của bạn lại. Với cây ớt ca 2. Thì hôm nay sầu ca đi test mấy con thò lòi nha anh em. Thì hiện tại thì bên mình cũng bán áo ngụy trang B đang mặc đó em. Bự con nó mập chắc luôn. Đó. Con đầu tiên của anh em thì mình đang đợi bạn Hùng lên nữa. Con này mập bầu bảo đảm với em lên luôn. Cò đỏ. Rồi. B thì bữa nay ôi ôi. Xiên qua luôn nè ông B. Xiên nổi cái bắp. Xiên con nách luôn. Rồi rửa đi đằng kia kìa, sạch hơn. Nghiệp nhỏ không? Giờ đang từ từ đợi bạn Hùng lên nữa mà mấy anh em này đi bắn thòi lòi tiếp. Bắn xiên qua cánh luôn nha anh em. Bò mập hù à. Nhỏ không cánh nhỏ luôn. Rửa chưa? Rồi tiếp tục, mình sẽ đợi bằng Hùng đi, bằng Hùng ở dưới chạy lên. Mấy anh em mình xuống dưới cầu ngang rồi gặp bạn Lợi xong rồi mình mấy anh em mình chiến tiếp. Hôm nay bắn được con này sẵn review cho anh em luôn. Hợp lệ. Tiếp tục anh em ơi. Rồi ăn rồi đó. Xiên luôn. Đi đâu rồi? Quay trong luôn rồi, xiên rồi. Con này hơi khôn. Rớt à, trời ơi. Nổ nữa rồi đó. Nãy giờ nó bắn hai con gì đó, nổ bốc bốc vậy đó mà không rớt. Nè, rớt lông nè. Nổ. Trắng nó chơi luôn, nãy giờ bắn hai con gì đó. Em bắn rớt kia kiếm mập luôn. Bên đây con nè. Chút nữa à. Này rồi mình đợi anh nha. Lợi đứng đây nè. Ừ, đợi đang lợi. Chạy tới bắn cái lòi chứ đây nè. Đợi luôn. Vậy là có rồi, từ từ dẫn lên trước. Khi nó tụt á, nó tụt ra là đi luôn đó. Đi kiếm một số dạ, đương nhiên rồi, cái này mà đã mục đích của nay đi sớm hôm nay thì vậy mà. Mày chơi á, mày chơi mày là dẫn mình đi bắn. Ừ, lợi mà, nhăn lợi mà. Rồi, rớt đó luôn, vô đóng rồi sao mò. Nó đi được này nè. Anh vô cho, vô được không? Được, cái anh vô đây.
Rồi, có lại nè mà được mà. Chỗ quen lại mà. Ừ. Ngay chỗ thùng nãy rớt đó chắc kiếm khó quá bê. Anh bê bắn ác quá. Bắn dữ rồi. Cái thùng đó là nó lọt ở dưới luôn á. Cái đường nhựa này nó quả nó hết cái này nhóc. Rồi đây có thấy à. Thấy chưa? À, cái qua đây con đó nè. Đây có con cung đó nè. Bay à. Cái đó không bay. Rồi rồi rồi. Đựng con nữa. Cái loại bự kìa, cái loại bự kìa. Được. Hồi đó kiếm cơm được rồi. Bự không, bự không? Nó chút. Nó anh. Bắn đi. Anh tay dài. Ở ở ngoài nhóc kìa ba ơi. Ở ngoài nhóc luôn kìa. Mà một con, một con, một con, ngay đâu? Một con kia đâu rồi, con đúng rồi. Cái con bắn lụm ơi, con kia lú đầu kìa. Bẻ cây đi. Bữa nay qua còn bắn. Nó lú đầu đó. Trời ơi, đụng cái đạn bị tóc nó không nổi. À, anh bắn gục con cái kia kìa. Rồi xong. Chết luôn không? Chết. Hai con. Hay quá anh ơi. Giữa đầu luôn. Được hai con rồi đó nghe. Lại lụm lại. Sao con nó không con. Trời ơi, thằng lội nó bự kìa. Rồi, lụm. Chà bá luôn lại ơi. Hình như này cứ ngắt không lại. Trời ơi, lại ơi. Yeah, 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 come on, come on. Nó tính vô hàng đó nè. Nó định có ý định nó thoát hả? Ừ. Còn nãy em ơi, bên kia này hai con nữa. Nó từ trên nước rồi nè, nó chạy hơi xuống. À trời trời, thấy không? Thấy không? Thấy không? Thôi lỗi nó không. Em đang không có thấy. Nè, nó dưới. Xe. Từ xe nào qua, đi. Vô hang rồi. Rồi ngay hang đó rồi. Nè hang nè. Nè nè vô hang. Lắm. Từ từ con nữa còn đó. Ê con này còn sống đâu mà trời ơi. Nè thiệt bắn xuống cho mình. Rồi chui hang luôn rồi. Con này nè, con này lụm nhanh nè, một hồi rút hang nè. Rồi, chết rồi, lật bụng mì rồi. Rồi. Bắn hao đạn lắm. Được con đấy em ơi, con này bự nha. Con kia nãy bự hơn, bắn mà chúng đu văng luôn đâu các bạn. Quá im luôn á. Dạ cái đường kính này mình đi bộ đi sao cá. Đi bộ thôi xe. Hả? Chút hết rồi, lại nó hết bãi rồi. Trời ơi. Thấy thấy đây, thấy đây lại. Nóng gì ơi. Chiều nay no nữa rồi. Bắn này hèn gì là lụm lên nè. Thì cái chỗ mà em chỉ anh á, đây nè nó giáp ngay đây nè, bắn này nó gãy đây nó đâu chạy đâu. Rồi ok, được con nữa nè anh em. Còn cua nè. Rớt cu luôn. Lính cu luôn. Á này đã chứ trời. Trời ơi em bắn thò lòi kêu quay phim. Quay ai quay ai. Chà bá luôn. Được con thò lòi với con cu nghe anh em. Hôm nay đi vô rồi. Hôm nay đi qua bên Bằng Lợi vô rồi. Và điểm luôn Bằng Lợi dẫn đi bắn đã luôn. Ba viên mới lụm nó. Nó trong này luôn hả? Bắn nó luôn giữa kinh nó cắm cái đầu cổ lú đuôi lên kìa. Ừ. Ở đằng này nó có cái hang chỗ
Ờ vậy là con thò lội lặn rồi đó. Đừng con nữa phải không lại. Nãy giờ được mấy con rồi? Chúa tể. Chúa tể kìa. Chúa tể con cây của gì mà các thò lội à? Thử thò lội không chứ. À, đầy đã dữ trời. Nay cho con lội lại đã luôn mà. Lội vô mấy giờ cũng có xình không anh? À, bắn thò lội đã tay, bắn cái búp. Ôi là trời, thảy lên, thảy lên. Thảy lên mạnh lên. Trời ơi. Trời ơi. Trời. Con này bằng con bự bự hổm luôn nè này ơi. Ôi là trời. Cầm tay luôn. Ơi. Đừng con anh em ơi. Con này bằng lại bắn được con cu nè. Anh em bằng lại lội quá trời lội rồi. Đấy, sao cách lội mày bằng lại không cho. Bằng lại dành. Nè. Vô rồi, vô rồi. Vô rồi. Quá trời. Gì á? Dừng. Rồi xong. Ê, máu luôn ngay ngay mình luôn. Cho nó chết luôn. Chết được sao mò được? Rồi vô bờ, vô bờ, vô bờ. Để cho vô bờ. Chặt cái lỗ này nè, cái lỗ này nè, cái lỗ này nè, mọi người vô lỗ này nè. Sao ca thấy được con cua nè anh em. Cô này cô gì trời? Nó theo thời hình thì cua này chắc cua chết quá. Bắn nè, bắn nè. Bắn. Cua này bị gì vậy lại? Nhiều khi nó già quá nó, thấy nó bị ngủ á, tự động chết con cua chết. Rồi, lầm rồi, mới chết à. Thích không? Thích. Không ăn chết thế nào. Đi hồi nước rồi. Còn được. Còn được. Không thối. Không thối, mới chết. Già quá. Cái con cá của anh hùng cho bá luôn á. Ừ. Được cô nghe anh em, này lụm nghe anh em chú phản cấp nha. Trời ơi, nay bắn kỳ trời. Này lụm nghe bữa nay mới lụm cô nghe anh em. Tôi lụm chứ tôi nghe. Lụm anh em. Lụm anh em. Lụm có gì? Số. Gì có gì? Quá kia. Quá kia nạn anh em ơi. Kia hả? Ừ. Đây chết rồi. Chi. Tứ trò tính con gì. Con bắt kiếp bự anh nè. Ừ, bắt kiếp bự mà. Nướng bắn xiên ăn luôn biết quá nè biết bể bắn cù nhí kìa cái gì vậy bể nằm mổ hả à con cu nằm mổ anh em ơi rồi bay rồi cu nằm mổ. Rồi đi luôn. Hôm nay anh em mà sẵn đi săn giờ quá trời đuổi. Rồi rồi, bờ bao bảo vệ điện thoại. Mấy này mình ngồi đây ăn. Có mấy cây mát. Không? Rồi anh mì sống. Anh mì sống rồi mấy này đi tiếp. Quá trời nắng rồi hết rồi. Hiện tại thì lại ăn rất là ngon. Nhìn vẻ mặt của bộ hài lòng. Vậy bên đó có con thò lội phải không? Ra bông thằng vậy thôi. Không sao kìa, chà bá kìa không? Không sao chà bá kìa. Thôi về trời bắn đi thịt viên nghe. Cu ở trên trời. Cu trên cây bắn đi điều chính viên mùi. Giờ mình ăn xong mình đi tiếp anh em à. Cuối quá. Góc xuống. Nó chạy trước. Nó vô hang rồi đó. Nó có hang rồi đó thấy không? Cái hang đó thấy không? Hang bị biển lá đó. Bắn đi. Hay lắm. Ai vậy? Không. Ê, còn sống kìa. Rồi, đi đâu ơi? Rồi, lượm đi em ơi. Phải lượm đi chứ, phải. Chứ phải lượm đi chứ, trời cái bự mà. Trời ơi. Cùng bắn nhà anh em. Lượm em. Kéo nhỏ lên.
nó tính chạy qua hang kìa, thấy không hang kìa, nó qua hang đó chứ đâu. Ôi là trời, nè cầm đi Hùng, cầm đi anh đi lại con này, bên đây có con nào không? À, đã dữ trời, nè nó tính vô đây nè, nó tính vô đây nè, thấy không lại? Hết rồi. Ừ, nghe ở đây hang nè. Rồi, đi nè. Gì thánh lên trời. Có gì á? Cô cầm. Thật lâu kìa. Cô cầm, thật lâu nè. Trong góc kia nước nè. Chúng thịt đàng hoàng. Ướt đồ, ướt điện thoại. Thấy cái bóc liền. Tám mà bắn dây này không, tám nó đi đâu có nổi. Cô cầm. Em dùng lên anh. Ừ. Kìa. Trời ơi mẹ ơi. Cà bá luôn. Để cô cột nữa. Đàn này có mồi nữa ơi. Bắn gãy cắm xin vô người luôn anh em ơi. Con này bự à. Ừ. Trời lú đầu ba rồi bắn được nó. Thế ơi chơi. Ui ui ui. Ui ui. Cái hang rồi sao mà vô hang đấy rồi. Chú ơi đừng. Đừng. Đừng đi tới, đừng đi tới, tới. Cái hang đó phải đã biết trước chặn đường ha. Nó lặn. Ừ, mấy cái đó sao bắn được nó. Hai con vô hang một luôn á. Gì vậy hả? Ừ. Đào luôn. Đào được không? Hai con hè. Ôi là trời. Còn tay thử coi sâu không cái đã. Trời ơi cái hang này sao vậy? Trời ơi lắng lứt luôn nào. Hai con một hang. Hai con một hang. Vô hang rồi. Mấy người đó vô đó rồi. Đào được không là lại? Thôi bỏ lại ơi. Cái này cứ ngắt rồi lại ơi. Cái này mình làm khác nữa. Không lắm, nó đâu vậy ra. Em. Hết hồn bự luôn chỗ của anh B bắn góc nghe. Tôi lại bự nghe anh em. Bỏ áo này lại. Cầm, còn con nữa, cầm kỹ bê, còn con nữa nha. Vậy, vậy là hang cạn nè. Có trứng luôn. Có đã anh em ơi. Trời ơi, tôi đòi thành tinh có gâu rồi nè. Có gâu luôn hả? Nè, có gâu. Mày có gâu luôn em ơi. Hai con đụng á. Hai con. Mấy con? Mấy con lại? Em biết nè. Rồi. Con hết rồi, đúng rồi. Có hai con à, nãy con đầu chạy vô. Rồi rửa đi lại. Đây đảo đây. Nấu đâu. Quá tay bự anh em ơi. Quá đã. Cầm con lại anh em ơi. Cầm mà xui, vô hang cùng. Cầm con lại, rửa luôn lại đi. Quá đã anh em ơi. Không ngờ. Không ngờ luôn trời. Không ngờ thiệt. Trời ơi nó bự đẹp nha. Kìa. Em ơi, nè anh em ơi. Đúng rồi đó. Hay quá. Quá hùng hay dữ trời. Cái cảnh nó gì Hùng quá không? Trời ơi. Ôi ôi con cọp luôn. Mấy cổ anh em ơi. Được con đây anh em ơi. Nay Hùng hạ hai con cọp luôn. Ngay đầu luôn. Kẹp cánh lại thôi vũ vô máu. Em bóp cánh lại luôn. Rồi ngoài đi ơi. Có mồi bự rồi. Hùng hạ hai con luôn anh em ơi. Sao ra mua dọp hồi nướng luôn anh em ơi. Mấy con dọp này ngon lắm. Nhiêu ký chị? Bớt đi, 130 ký rồi. À, vậy đi. 130 ký, 3 ký 100. 2 cái nửa ký là 3 phần trăm đó. Mấy ký, con mua mấy ký. Cái 100 đi. Ờ, lấy 3 ký. Hốt lên. Bự đi, trời hốt vô nhỏ sao. Cho cho thêm không? Ngại chứ. Nè. Hồi nướng, một hồi nướng dập. Ừ, hồi nướng dập ngon lắm. 3 ký 100. Cái 30 ạ. Ừ.
Này còn mới làm không đi Hùng? Dập đây ngon lắm nội. Mẹ hết rồi, còn bán gì cho? 3 ký chưa? Rồi. Rồi lấy cho 3 ký luôn đi. Đó, rồi ơi, ừ, mua luôn đi không gì mà. Ấy em kết luôn em chở hồi em trở lại chạy rồi. Để em điện gì vợ em mua. Alo. Vậy vậy hả? Rồi hết luôn đó anh em, hồi mấy em mình nướng dọp nghe nè, dọp này ngon lắm. Lợi nó bao dọp đây ăn ngon hơn bên kia. Hồi nướng á mình mà hồi để gì nè không? Không. Hồi có để gì đứng mà nướng. Con. Đi thằng bự chán anh em ơi. Nghe chỗ này nè anh ơi. Rồi còn lặn kìa. Lặn rồi. Rồi xong. Mò cho đó lại, cho đó lại, nằm cho đó. Cho bá luôn. Anh em nhìn thấy cá không? Cá là xá cá này. Nó chạy kìa. Sô ca thấy nó sô ca bắn nó không luôn, bự lắm. Cá chẽm đâu đó. Nó nó. Nó thấy không? Thấy không? Bữa nãy thấy nó rồi, anh thấy chạy qua rồi. Bắn đi. Bắn đi. Tiêu rồi. Vô trong đây rồi. Thấy. Không trúng tàu lá dội nó. Nó chà bá nền trời lưỡi nè. Kìa. Nó lộ ảnh lại. Nó lộ ảnh lại. Rồi. Cái đầu anh ơi, lại. Hay lắm lại ơi. À ơi, lại hay kìa. Sao ca thấy được ổ chim. Hả, lại hay thiệt trời. Trời ơi, con kìa. Trời ơi, lại hay quá lại ơi. Nghe lại bắn ngay đầu không trời. Vừa mới đủ đủ đuổi ra liền. Hay thiệt, lại nhanh thiệt. Lại nó bay xuống luôn em. Bay xuống em rồi đấy. Đã thiệt, đã thiệt. Rồi. Tại thì Sầu Ca với bốn anh em về nè, năm anh em sang bữa nay cho anh em coi nè. Hãy ghé nhà bạn Lợi lấy được mấy củ khoai nè. Rồi đâu mấy anh em mình ra đây review luôn, nướng luôn anh em. Ngoài này mát lắm. Rồi đầu đây củi sẽ bao la cho anh em coi thành quả nè. Này con này còn bê bắn ơi sao. Mới đi sao làm anh em? Làm con hồng cọc. Chủ yếu mấy anh em mình đang cá thôi. Cua lấy sầu cá lồng nè, đi hồi nướng nè. Rồi quá trời anh em ơi. Cua 3 ký gì để riêng bên nè. Đó, mấy anh em thấy nè. Một mớ cá thò lòi luôn anh em. Hôm nay mấy anh em mình nướng ở đây là ăn luôn, ăn xong rồi về nha anh em. Chứ quá trời tôi nói. Quá trời. Ôi trời. Biết rồi. Hôm nay cu cá sắp đi dưới đêm. Ôi là trời, bữa nay bắn rồi kìa anh em ơi. Chạy cá dưới đêm quá. Đúng rồi, nhiều quá rồi. Mình đây mình review thất sách quá. Hồi nãy mình review trên kia ha. Không được mà, quá đẹp mà. Bữa nay mình nướng xong rồi cái đầu. Trời ơi, qua đây đi. Có gì đâu. Để đếm cho anh em mở cái lồi nè. 2 qua đây. Thằng dưới qua đây. 2 4 6 8 10 12 14 15 cá thò lòi, 16 cá thò lòi. Chim thì một ùi luôn. Đấy, còn dưới dốc nè. Đấy, chậm lại, còn cua dốc nè. Cua nè, đi lên. Đây đây. Rồi con cào cọc nữa kìa. Rồi mấy nay mình xong, mấy nay mình nướng cái mâm này nó đã chút lật ngược lại mình nướng để chín mình ăn đó. Ôi là trời. Rồi anh em, mấy nay mình nướng đây nè, sinh tồn ở đây rồi mấy nay mình cái mấy về sau
Hiện tại thì đang ở gần nhà máy nhiệt điện luôn. Đấy, anh em chụp hình nè. Bê, bê VIP à, bê VIP, bê VIP slip à. Bê bắn được tận gốc luôn. Bê bắn cái này, bê giết cầu cọc. Rồi. Điểm chỗ chạy rồi. Lại đi, lại mấy cái cụ này, đi mấy cái cụ này. Rồi anh. Đi mấy cái cụ nè. Rồi xong nha, để hồi nướng sầu ca, sầu ca sẽ quay cho anh em coi sao. Tại mấy này mình đang ăn nè. Có ngồi gì cho bé lại nha. Nè lại tách đi coi coi. Vô lại. Nó chê. Đây 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 em ấy. Con cua nãy lụm nè anh em. Ờ như mở cả được. Trời ơi trời ơi. Màu bạch luôn, màu bạch luôn em ơi. Nè dính, dính. Dính, nè nó dính nước này dính, nhắm vô. Lụm lụm. Lụm vô coi. Ăn gào gào lên em. Đừng ngại. Trời ơi. Cua gạch luôn trời. Mọi người nghe mọi người. Trời ơi. Bé không nè. Thôi thôi bé không ăn nữa đâu. Nè lại, em ơi. Anh ấy, anh ấy. Nè, nước chấm mà phải ớt xanh nha mọi người. Cua này cua hoàng đế nha. Nó béo nào hơn. Lại. Đây, em Văn Hiếu em nè. Mọi người ơi, Văn Hiếu hùng nè mọi người ơi. Ngon. Ôi, hai thằng đúng mình luôn. Vô. Rồi mai mọi người á, mời toàn thể anh em trên kênh của Sầu Cao Vlog uống với Hùng một miếng bia nha. Rồi. Bê đã không bê? Rồi luộc luộc trứng nha. Mấy cục khoai. Chở chở chở. Đèn đèn đèn. Nhiệm vụ của anh Bê là bê 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 bê. Cua lụm ngon quá mọi người. Cua này cua gạch nữa. Mình đâu được thuốc cũng biết kiếm anh. Nhưng mà nó không xịn ha. Bé lắm. Vô con ba khí này nè. Ui vui. Đã quá nè em ơi. Ê bỏ mình bỏ. Lên củ khoai. Khoai kìa chi cái. Bẻ đây đi bẻ dính. Bẻ đây đi ăn, ăn đây đi em. Ăn đây coi mấy. Trời ơi anh em ơi thịt nè. Giống như nó già là nó chết á. Nó đã anh em ơi. Cua gì mà ăn. Nay trải nghiệm đã dư trời. Đây, thử nào đi. Nướng dọp luôn nha. Nè nè. Dọp nè. Dọp này mua mấy ký luôn mà. Con này là con ba ký ăn chủ ta. Cho anh em bao giờ nha. Dọp gì mà ngon nha anh em. Vừa nó bung nắp rồi lắm. Nè, xuống miếng, xuống miếng. Lạc 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 lạc. Hả? Anh không? Nóng lên, nóng. Đã Hùng ơi. Đâu đã Hùng ơi. Mọi người ăn cua phải mua đúng nơi đúng chỗ nha mọi người. Gạch nha. Đi là cua lụm đó. Cua này cái đất trà Vinh là bao. Có bằng lợi á, bán bằng lợi không ăn cua nha mọi người. Tại vì xứ cua. Vô anh Hùng. Vô. Rồi mai tao thấy anh em luôn nha. Rồi, để sau cả ăn anh em. Để giờ ăn rồi. Thì bên em nha, nhớ mua thùng thì gia lương liên hệ trước mình trước tội màn hình anh em. Vô nè, vô cái cuối cùng cho anh em nào. Rồi, chào tôi thể anh em nha. Vô. Vô.